Hello, đại gia đình khỏe không? Mình đang đứng trên một con đường của thành phố Vancouver và hôm nay trời rất là đẹp, nắng, gió nhẹ. Và mình hôm nay sẽ cho các bạn coi một con đường. Con đường này rất là nhiều cây hoa anh đào màu đỏ, rất là đẹp. Vì video lúc trước mình đã quay cho các bạn coi là hoa anh đào màu hồng, còn cái này là hồng đỏ, đỏ hơn, để cho các bạn coi. Mùa xuân đã trở về trên thành phố Vancouver của mình rồi. Các bạn coi nha, mình sẽ lia một vòng cho các bạn coi là cái thành phố đó. Rồi, ok. Wow, đẹp không? Đó. Luôn. Đó, rồi những cái cây này là rất là đẹp nha. Hoa anh đào nở rộ rất là đẹp. Coi như là mà cái này là màu hồng đó. Xa xa kia là những cái cây rất là đẹp đó, mình quay cận cảnh cho các bạn coi. Quá trời không đẹp không đó. Đó, các bạn thấy không? Một con đường này là hai bên là coi như hoa anh đào đỏ rực hết luôn. Bên kia cũng vậy, xa xa là những cây màu đỏ luôn. Hello các bạn, đây, ok, đó, mình quay cho các bạn coi nha, đó, quá đẹp không, xuất sắc không, hoa anh đào nở rộ luôn, quá đẹp luôn. Hello, cả gia đình. Hoa anh đào màu đỏ rất là đẹp nha. Thì hôm nay là đầu tháng 10, 10 đầu tháng 4 rồi là bắt đầu vô. Đấy. Trời hôm nay rất là nắng và trong xanh. Thấy không? Bầu trời trong xanh, trong vắt luôn. Không có một chút bụi. Rất là đẹp. Khí hậu thành phố Vancouver là rất là trong sạch. Không bao giờ có một chút bụi luôn. Và hôm nay là mùa xuân đó. Cây thì rất là đẹp nha. Các bạn nha, kính chúc các bạn được vui vẻ ha.